Ở tập trước trong trận chiến với Tinh La Học Viện, Ma Tiểu Đào bị Tinh Chi thủ hộ khóa chặt, Đỗ Hoa Bân thì bị chiến lược 4 người vây công, dẫn tới hai hồn đế vứt xó không làm gì được. Vũ Hạo và Vương Đông đã sử dụng vun rổ kỹ thứ hai, băng đế trong nóng bỏng thiên đế trùy, phá tan Tinh Chi thủ hộ, đưa tới chiến thắng cho Học Viện Sử Lệ Khác. Phải nói là nhà làm phim đã cắt bỏ hết sạch cốt truyện chính anh em ạ. Ma Tiểu Đào và Đới Thượng Hành mang tiếng là hai hồn đế mà chả có một tác dụng gì trong trận chiến. Nói đúng ra là phế vật luôn, Tiểu Đào cũng chưa kịp làm gì, chưa bạo xuất được sức mạnh, đã bị tà hỏa áp chế, quỷ vãi anh em ạ. Thôi chúng ta đến với nội dung của spoiler của Tuyệt Thế Đường Môn tập 43 anh em nhé. Sau khi thành công đánh bại Học Viện Tinh La, nhóm Sử Lệ Khác đã gặp được Học Viện Nhật Nguyệt ở ngoài đại sảnh. Ở đây cả hai đã có một màn đấu khẩu cực kỳ căng thẳng, bởi Vương Đông cực kỳ đẹp trai đã thả thính thành công cô em gái mộng hồng trần ngây thơ thánh thiện, khiến cô nàng thầm thương trộm nhớ mình. Sau đó là trận chiến của Học Viện Nhật Nguyệt Hồn Đạo Sư với Học Viện Đế Áo. Trong trận đoàn chiến, đội trưởng Mã Như Long của bọn họ đã xuất chiến, chỉ có thể dùng 4 chữ vững như bàn thạch để hình dung hắn. Hắn dùng 2 kiện hồn đạo khí cấp 7 áp đảo hết toàn trường, chỉ với một mình hắn đã gần như áp đảo hết toàn bộ 7 người của Học Viện Đế Áo. Sau người còn lại chỉ việc đơn giản sử dụng hồn đạo pháo. Vậy là trận đấu 7v7 đã kết thúc. Lần này thì Chu Y đã đồng ý cho nhóm Vũ Hạo tiến tới quan chiến trận đấu 1v1. Đối thủ của Mã Như Long chính là đội trưởng của Viện Đế Áo Khương Bằng, một hồn đế cấp 60 sử dụng vuôn là Chấn Thiên Phủ. Khương Bằng có thể bức Mã Như Long ra thi đấu, đối với Học Viện Sử Lệ Khác chính là một việc tốt vô cùng. Bọn họ có thể quan sát phương thức chiến đấu của vị đội trưởng kia mà sắp xếp chiến thuật phù hợp. Vuôn của Mã Như Long vô cùng kỳ quái, khi mà phóng xuất ra vũ hồn, đầu của hắn phình to, hoàn toàn không cân xứng với cơ thể, tóc tai cũng thừa thớt hơn, trông vừa xấu xí vừa quái dị. Vuôn của hắn gọi là Đại Đầu Linh Viêm, một dạng thú vuôn có tác dụng phụ trợ, cũng giống như đa số các hồn đạo sư khác, vì để có thể sử dụng hồn đạo khí lâu hơn, các hồn kỹ của Mã Như Long chủ yếu đều có tác dụng phụ trợ tăng hồn lực hoặc là tăng cường hồn kỹ. Đây cũng là lý do tại sao hắn có thể vượt cấp chế tạo ra hồn đạo khí cấp 7. Về phương diện chế tạo hồn đạo khí, Mã Như Long tuyệt đối đủ tư cách gọi là thiên tài của Học Viện Nhật Nguyệt Hoàng Sa Hồn Đạo Sư. Nếu không phải tu vi chưa đủ thì có lẽ lúc này đã được đánh giá là hồn đạo sư cấp 7 rồi. Hai vàng, hai tím, hai đen chính là phối hợp hồn hoàn của hắn. Ông pháo kia cũng đã phát ra ánh sáng chói mắt. Một viên đạn ánh sáng nháy mắt đó tức thì bắn thẳng về phía Khương Bằng với tốc độ khủng khiếp, gần như nháy mắt đã đến ngay trước mặt của hắn. Khương Bằng tập trung mọi sự chú ý vào Mã Như Long, nên dĩ nhiên cũng trông thấy đòn tấn công. Hắn lập tức tung người tránh né. Hồn hoàn thứ hai lóe sáng nháy mắt sau đó, bỗng xuất hiện ra hai ảo ảnh hợp cùng với hắn là ba bóng người khác nhau. Hơn nữa cả ba còn làm những động tác khác biệt nữa. Hai bóng người bay thẳng đến đối mặt trực tiếp với viên đạn pháo ánh sáng, còn một bóng người còn lại thì cố gắng tránh đòn công kích kia. Thế nhưng dường như Mã Như Long đã sớm đoán được Khương Bằng sẽ hành động như vậy, nên nháy mắt sau đó, ứng biến của Khương Bằng đã trở thành công cốc vì viên đạn ánh sáng ấy bỗng nhiên phát nổ. Một màn ánh sáng màu bạc tức thì bao phủ lấy sàn đấu, chừng 10 vạn khán giả ở quảng trường Tinh La đang chăm chú theo dõi trận đấu cũng phải nhắm mắt lại. Ánh sáng màu bạc trên sàn đấu càng lúc càng trở thêm rực rỡ. Khương Bằng tuy đã tạo nên ba ảo ảnh như là phân thân, thế nhưng kiểu gì vẫn là người đứng mũi chịu sào. Ngay khi màn ánh sáng bùng nổ, hắn hét lên một tiếng thảm thiết. Ngay khi hắn nhắm mắt lại thì mọi thứ trước mắt đã hóa thành một mảnh trắng xóa. Thiểm quang pháo, ai có thể nghĩ đến thời điểm đối mặt với cường địch, kiện hồn đạo khí thứ nhất mà Mã Như Long sử dụng lại chính là thiểm quang pháo cấp 4 đây. Hành động kia đã minh chứng cho mọi người thấy, lựa chọn này của hắn chính là hoàn hảo nhất. Khương Bằng chợt mất đi năng lực thị giác, khi thế lao tới trước tự nhiên két một tiếng mà dừng lại, hai tay đưa lên che chở hai mắt, thúc giục hồn lực nhanh chóng chui trở về phía sau. Đồng thời thì Chấn Thiên Phủ ở bên người cũng đã múa may thành một mảnh phủ ảnh bảo vệ bản thân. So với hắn, Mã Như Long liền có vẻ cực kỳ bình tĩnh, thiểm quang pháo ở trong tay biến mất, hắn vẫn đứng nguyên bất động tại chỗ như cũ, thậm chí không ai thấy rõ hắn làm như thế nào, mà có hơn 10 khóa quang đạn khéo léo từ phía sau lưng quán bay ra ngoài như là tia chớp vậy. Những viên quang đạn loại nhỏ này cũng không phải trực tiếp bay về phía đối thủ, mà là đồng thời bay về bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, mỗi một viên đồng thời nổ tung ở trên sàn đấu. Đương nhiên thể tích của viên quang đạn kia không lớn, thế nhưng mà tiếng nổ mạnh cũng vang lên to vô cùng. Cả một đám liên tiếp nổ mạnh khiến cho Khương Bằng cảm thấy có một chút kích động. Chấn Thiên Phủ ở trong tay múa may càng thêm dồn dập, thậm chí còn sử dụng xà đệ tứ hồn kỹ, bộc phát hơn 10 đạo phủ ảnh cực kỳ là khủng bố. Vũ Hạo ở bên dưới đài chăm chú nhìn xem, bởi vì hắn muốn biết cường giả đến từ Nhật Nguyệt Đế Quốc khi mà chiến đấu đến tận cùng là như thế nào, đồng dạng là có tu vi hồn đế, hồn đạo sư sẽ chiến đấu với hồn sư như thế nào. Mã Như Long và Khương Bằng nói chuyện với nhau đã gợi ý cho hắn rất nhiều, nhất là câu nói kia của Mã Như Long, chỉ có chính mình mới hiểu rõ bản thân, những hồn đạo khí hắn dùng đều do chính mình chế tạo. Ngay từ khi bắt đầu trận đấu, Mã Như Long đã nắm giữ thế chủ động rất tự nhiên, Vũ Hạo tuyệt đối không cho rằng đây là do may mắn tạo nên.
Lúc này thì hồn đạo khí trên người của Mã Như Long đã xuất hiện biến hóa. Một cái khẩu pháo dài chừng 1 thước, đường kính chỉ khoảng 3 cm, màu vàng xuất hiện ở trên đầu vai của hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, một cột sáng đỏ như máu cực nhỏ chợt bắn ra. Trong thời gian hắn đang thao tác hồn đạo khí, những người đứng xem có một loại cảm giác thông thuận, lưu loát như là nước chảy mây trôi vậy. Tu vi tới cấp bậc hồn đế, cảm giác sẽ cực kỳ mẫn tuệ, cho dù là thị giác và thính giác đều bị ảnh hưởng thật lớn. Khi mà cái cột sáng huyết sắc kia phát ra thì Khương Bằng vẫn còn cảm thấy nguy cơ lông tóc toàn thân dựng đứng lên, gần như là theo bản năng hắn liền đem chấn thiên phủ chắn ngang trước người của mình, vừa lúc chặn đứng đạo huyết quang kia. Không có tiếng nổ vang kịch liệt, tại cái chỗ đạo huyết quang này bắn thẳng vào, bên ngoài chấn thiên phủ nhanh chóng xuất hiện ra một cái lỗ nhỏ. Dù cho Khương Bằng có muốn thừa cơ né tránh thì đạo huyết quang kia cũng đã xuyên thấu qua cả bảo vai của hắn mà để lại một cái lỗ nhỏ cháy đen. Khương Bằng rên thả một tiếng, thân thể kịch liệt lay động một chút. Thế nhưng quả thật vị hồn sư đến từ học viện thiên tài đế áo này thật sự là cường hãn. Dưới tình huống bên vai trái bị xuyên thủng một lỗ, thế nhưng mà vẫn không có nửa phần ý tứ muốn lùi bước. Không hề nghi ngờ, đó không phải là một cơ hội tốt để thi triển hồn hoàn thứ 6. Thế nhưng mà Khương Bằng đã không thể chờ đợi thêm nữa. Hắc ám ma chấn thiên, hồn kỹ thứ 6 của chấn thiên phủ, công kích đơn thuần mang theo âm hỏa từ địa ngục, cuồng nộ rung động trời cao, chính là hắc ám tập trung và phá vỡ. Đây chỉ là một kích cực mạnh của Khương Bằng. Mặc dù là người hắn đã bị thương không nhẹ, thị giác và thính giác đã đồng thời bị ảnh hưởng thật lớn, thế nhưng hắn vẫn có thể tập trung mà phát ra một chiêu về phía đối thủ như vậy. Ở trên mặt của Mã Như Long lúc này phát ra một tia khâm phục, xuất ra vô địch hộ cháo. Thời gian 3 giây của vô địch hộ cháo ngắn, thế nhưng cũng đủ để ngăn cản uy lực của một kích này. Hồn đạo khí ở trên người hắn lại biến hóa, ít nhất cũng phải có hơn 50 cái ống pháo kim trúc bất đồng xuất hiện ở trên người của hắn. Hơn nữa căn bản là không ai nhìn ra được lan phóng xuất ra đám hồn đạo khí này như thế nào, dường như là những cái này đột nhiên mọc ra từ trên người của hắn vậy. Khương Bằng cũng không có tiếp tục buông tha, sau khi tung một kích cực mạnh, cả người của hắn đã nhanh chóng phóng về phía trước, đã có chấn thiên phủ ở đó. Thông qua sự liên hệ của bản thân cùng với vũ hồn tự nhiên là hắn có thể hoàn toàn xác định được vị trí của đối thủ. Kết thúc 3 giây, chấn thiên phủ một lần nữa lại trở về trong tay của Khương Bằng, mà lúc này khoảng cách của hắn với Mã Như Long đã không đến 10 thước. Khương Bằng không nhìn thấy gì, thế nhưng khán giả lại thấy được rõ ràng. Trong nháy mắt khi mà song phương sắp tiếp xúc với nhau, toàn bộ những khẩu pháo kim trúc trên người của Mã Như Long đều phát ra quang mang sáng lạng. Thế nhưng mà đám nồng pháp kim trúc này nổ thì cũng chia làm trước sau. Cái bùng nổ đầu tiên chính là một cái khẩu pháo màu đỏ lớn bằng miệng chén. Một viên quang cầu màu hồng sắc không một tiếng động đánh tới thân thể của Khương Bằng. Khiến người khác kinh ngạc chính là Khương Bằng hoàn toàn không phát giác ra cái quang cầu màu hồng sắc đang bay đến. Dường như là cảm giác của hắn đã hoàn toàn biến mất vậy. Ngay sau đó, cái quang cầu màu hồng kia liền nhẹ nhàng áp sát vào ngực của hắn. Cho đến giờ phút này, Khương Bằng vẫn không hề phát hiện ra như trước. Thế nhưng tiếp theo trong nháy mắt, cả người hắn giống như là bị đông lại vậy, bị giữ nguyên ở trong không trung. Sau đó nghênh đón hắn chỉ là vô số đạn hào quang được bắn ra cùng một lúc. Chân chính có thể nhìn thấy rõ điều này ngoại trừ một ít cường giả có tu vi cao ra thì cũng chỉ có Vũ Hạo. Thông qua khả năng quan sát mẫn tuệ của mình, Vũ Hạo có thể thấy rõ ràng cả quá trình. Hắn không biết cái quang cầu màu hồng kia là cái gì, thế nhưng mà có thể đoán được tất nhiên nó chính là một loại đạn pháo đặc thù có thể dễ dàng che đậy giác quan của người khác. Cũng không phải là loại hồn đạn pháo mà hồn đạo sư cấp thấp hay sử dụng. Tác dụng của nó hẳn là khiến cho người ta tạm thời đánh mất hết khả năng hành động. Trong nháy mắt bị đánh trúng, cái chấn thiên phủ trong tay của Khương Bằng cũng biến mất. Vậy là tập phim của chúng ta tới đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó như thế nào? Nếu như mà thì hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi các bạn nhé. Cuối cùng theo thì gì? Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.